Nó gần lồng luôn đúng không? Chứ con là chết trong đũa nhạc rồi. Con là trẻ. Hai thằng kia nó có quấn đâu anh. Ui giời. Hai thằng kia chứ không bổi đâu. Chắc hai con của thằng kia nó dọa cho lúc nó im mình. Không phải, nó không biết chơi. Vào đánh vào cái gì hiểu không? Mà còn bồi chạy như ngoài. Pin chưa? Nó mua rồi. Em nó vẫn báo còn 36 phút. Nhưng mà sao nó chưa báo cái này cả giữa. Xuống sát với lồng rồi. Con này khả năng sút rất nhanh. Con này sẽ đứng xa đá không đứng gần đá. Nhưng mà dễ con này lao mà. Thôi đá làm gì vội nhanh quá đéo hay đâu, mới có 2 phút gần 3 phút. Cà ve đâu xuống đi thế này. Cà ve đang mò xuống. Ôi, cứ tưởng nó sang luôn. Chết rồi sao chưa? Chết con Tuấn này. Nó báo cái gì à? HD Morbin. Ô, đứng cạnh lồng nhỉ? Đứng từ lúc lẫy rồi. Từ lúc nó quả anh bảo ơ nhận đạn nhảy rồi à? Bỏ ra xe này đi nữa sao đấy? Đang quay giờ, về cuối. Đứng như này nhá. Anh có cung pin này này. Đây nó có cung pin to rồi. Thôi nhảy rồi, nhảy rồi. Đó, vẫn bị luôn. Cái gì HD Canon cái gì anh ạ? Tháo để nhớ ra. Tháo để nhớ ra à? Ừ. Đá rồi, đá không? Con này Tuấn Anh cũng vui. Ơ, vẫn bị luôn. Vứt hẳn cái thẻ nhớ ra, rút thẻ nhớ ra. Thế, rút ra thì quay được gì anh? Rút ra thử xem. Đó, xế. Mai cả đêm nhỉ? Quay, để tôi kể cho nó, để tôi kể.
rút là thể nhớ ra, xong bật, xong rồi bật 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 máy lên xem nó còn như thế không. Mua thẻ nhớ khác. Thẻ nhớ lên đường rồi. Bye. Nhanh lên, nó đứng sát lồng chuẩn nhảy, nó đít rồi kìa con anh. Con này thì không sụp lồng, yên tâm, ngồi. Bấu định bấu đấy. Đứng ngang vào cầu thử rồi đúng không? Mai. Nó là phun. Ở đây quá. Tôi làm cái thẻ nhớ. Các bạn là ghi đi rồi nhanh. Đây em xóa. Ơ hình như có giọng chòe đúng không Tuấn Anh? Không. Đấy. Đá, kiểu gì ông đá. Sớm hay muộn thôi. Gặp quấn như thế này. À con kia nó dít dít lưỡi, nó lẻ lưỡi đúng không? Cả nó hai. Nó ra cái giọng đấy. Tôi đang ngồi rồi. Tôi đã vài cái quay đi. Có vừa, để em ra xì không anh? Vừa xóa xong cái nó nhảy cạnh. Để em ra xì nữa anh ấy.